giờ mình có một cái móc. Bây giờ mình sẽ quăng cái móc này lên cái cây. Rồi, như các bạn thấy, nó để móc lên trên cái thứ đó rồi. Đây, đang nằm ở đây nha các bạn. Rất đơn giản. Rồi, bây giờ gỡ xuống. Bữa nãy mình thử lắc lắc cho nên nó ra được một chút rồi. Bây giờ thì còn là một xíu thôi. Các bạn cứ lắc như thế này là đây thôi. Xong. Lắc lên lâu như thế này có nghĩa là nó rất là an toàn. Nhìn này, bốn ngành của nó sử dụng được cho rất là nhiều việc. Bạn nào có người yêu keo tường thì sử dụng cái này móc vào thoải mái. Các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.